Cái máy đo huyết áp này mình sửa cho một cụ bà trong làng mình. Với cái lỗi cụ ấy bảo ấy là bật thì nó cứ chạy được tí thì nó mất nguồn. Thì cái nguyên nhân của nó thì con này thì do cụ ấy ngày nào cụ cũng đo, bởi vì cụ có bệnh mà. Ngày xưa thì ngày xưa dùng pin có lượng axit pin nó ra nó dỉ nó chảy hết, nên mình đã độ cho bạn cụ ấy một cái adapter. Đây là một cái adapter của sạc của bọn Viettel thôi, nó ra 5V. Nhưng mà mình đã thay đổi cái phần hồi tiếp của nó. Cụ thể là con điện trở từ dương 5V đi tới chân R con TL411 ấy, mình đã tăng lên là hai thêm 2K nữa, nối tiếp thêm một con điện trở 2K nữa thì nó ra ra được khoảng 6V2 mọi người nhá. 6V2 con này nó chạy 6V mà thì là nó sẽ không báo pin yếu. Đấy là cách võ mình tận dụng những cái sạc adapter để ra đúng nguồn. Ok. Thì nguyên nhân con này thì mình sửa cho cụ ấy là do cụ ấy dùng nhiều quá, rút ra rút vào nhiều nên cái chân này nó tiếp xúc không tốt, trong này toàn cái bẩn. Nên là bật nó lên thì lúc nó tiếp được, lúc nó không thì mình đã xử lý lại cái chân này, bây giờ nó đã tiếp ok rồi. Nhưng mà cụ ấy còn bảo là cái màn hình cụ ấy nhìn khó, mắt cụ ấy kém, màn hình thì nó ố hết rồi. Nên cái video này mình lại chia sẻ cho mọi người mẹo để sửa được cái màn hình này mọi người nhá. Chúng ta để ý này, cái màn hình này mình vừa thay cả cái công tắc này, công tắc cái cụ trong bao nhiêu thời gian cụ ấn quá nhiều cái công tắc on off này nên nó liệt bấm rất khó, mình đã thay công tắc khác rồi. Cái màn hình thông thường của nó ấy, thì là nó ở dưới nó có một cái lớp nó gọi là lớp phản quang đi chứ không phải lớp phân cực nhá, lớp phân cực thì vẫn còn nguyên. Thì chúng ta sẽ để ý này, bình thường ấy thì nó sẽ phải sáng trắng như cái góc này này, góc này, nhưng mà do nó lâu năm quá và nó cái axit hơi axit pin nó đã chảy vào, nó làm lão hóa cái lớp phản quang ở dưới rồi, do đó là rất là mờ mọi người ạ. Thì trước đó mình đã chia sẻ cho mọi người cái mẹo là sửa của cái tấm phản quang của tấm phản quang này của một cái điều hòa Daikin ấy. Thì cái này thì mình cũng làm như thế thôi, nhưng hôm nay mình nói cho mọi người là mình sẽ tận dụng những cái mà mọi người có thể tìm thấy rất là dễ. Thì mình hay lấy cái tấm phản quang này ở trong những cái màn hình điện thoại hỏng, hoặc như bạn nào kiếm cái giấy bạc cũng được. Nhưng mình hôm nay mình sẽ cạy nó ra và mình sẽ lấy một cái thông dụng thôi, có thể là giấy trắng cũng được các bạn nhé. Vấn đề là mình phải cạy cái này ra đã, chúng ta bóc cẩn thận, bóc cái lớp lớp phản quang thôi, chúng ta đừng cái bóc cái lớp phân cực nhé. Ở dưới này nó có một cái lớp nhựa phân cực nữa thì chúng ta phải giữ nguyên nó lại. Đấy, đây này, mình đang bóc nó ra nhá và cạo hết keo đi. Đấy, mình bóc nó ra mọi người này. Thông thường ấy thì là cái lớp zin bản của nó ấy, thì nó sẽ trắng như này, chỗ này chưa bị này, nó trắng và nó phản ánh sáng lên rất tốt, nó gọi là phản quang. Nhưng mà do cái keo này nó mờ, nó keo này lão hóa nó mờ hết rồi, nó không còn phản quang nữa rồi nhá. Nên chúng ta sẽ bóc bỏ đi và vệ sinh sạch cái thật nhẹ nhàng nhá, không đứt gãy cái này nhá. Vệ sinh sạch cái keo đi này mọi người này, mình lau cho nó hết cái keo đi nhá. Như cái màn hình của điều hòa Daikin trước mình đã chia sẻ thôi, không khác gì cả. Có cái là cái màn hình này nó to hơn. Và hôm nay mình sẽ tận dụng những cái thứ mà mọi người có thể kiếm rất là dễ, có thể là giấy bạc, tóm lại là chúng ta lắp cái gì phía dưới cũng được, không lắp thì nó không nhìn thấy rõ thôi. Còn nó lắp những cái gì mà cái ánh sáng nó xuống mà nó phản lên tốt đấy, gọi là phản quang, thì bản chất nó là cái phản quang mà. Thì chúng ta lắp cái gì mà nó phản quang tốt đấy, để ánh sáng nó xuống nó phản lên màu trắng tốt đấy, thì là nó sẽ nhìn thấy rõ hơn nhá mọi người nhá. Nhiều người thì xem video đấy thì bảo là hay lấy giấy bạc gói gói đồ ăn ấy cũng được, hoặc là tấm phản quang ở trong trong tivi ok, chả vấn đề gì cả. Đây mình sẽ cạo hết ra nhá, mình lại nghe điện thoại rồi. Mình vừa nghe điện và mình cũng cạo sạch hết cái keo đi rồi nhá, chỉ dùng tay kẹo cạo thế thôi cho nó sạch thôi. Đúng có cái khách gọi là gửi điều khiển điều hòa Daikin sửa nhưng mà mình bận lắm mình không nhận mọi người ạ. Thì đây hôm nay mình sẽ lấy một cái đơn giản, đó chính là mình vừa cắt một cái tờ giấy mình hay vẽ mạch cho mọi người này, tờ giấy của ấy đây này, tờ giấy trắng này nhá, mình vừa cắt một đoạn đây. Thì chúng ta chỉ cần để ở dưới thôi. Nếu mà bạn nào có giấy bạc hoặc có cái gì nó phản quang sáng hơn ấy, như những cái phản quang trong tivi thì nó sẽ sáng hơn mọi người ạ. Nhưng đây mình thử để cái tờ giấy xuống cho chúng ta tham khảo, là những cái rất là thông dụng, tờ giấy trên thị trường thôi, tờ giấy thông dụng thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ sáng hơn nhá. Khi mình đặt nó vào ấy, và đây mình sẽ zoom cho chúng ta tham khảo. Đó, chỉ cần khi mình vừa mới chỉnh lại cái máy quay lấy led cho nó chuẩn cho mọi người nhìn được, là khi đó thì chúng ta sẽ thấy là khi có cái lớp
ánh sáng ở dưới nó sẽ phản cái lớp ấy này, phản quang nó phản lên ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ màu trắng và nó rõ hơn rất là nhiều nhé. Và mình sẽ ghim điện cho chúng ta tham khảo này, mình bật này đấy, chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn rất là nhiều luôn nhé mọi người nhé. Tất nhiên là con này chả bao giờ mình đang không lắp hoàn thiện mà đấy, nó chúng ta sẽ thấy cái số của nó rõ hơn rất là nhiều, chứ nó không theo cái kiểu như là qua cái lớp bị cái keo nó thành ố vàng này thì là sẽ nhìn rất là khó nhá. Đấy, hôm nay mình dùng giấy trắng đấy mọi người nhá, để cho chúng ta hiểu rằng đấy, là giấy trắng nó vẫn ok, không vấn đề gì cả mọi người nhá. Thì khi mà chúng ta bị hỏng ấy, đây là cái lớp phản quang thôi, và đa số là nó sẽ bị lão hóa cái lớp keo và làm hỏng cả lớp phản quang ấy. Nếu mà nó hỏng cái lớp phân cực ở trên và ở dưới thì chúng ta khó hơn nhá. Nhiều trường hợp thì nó hỏng cái lớp phân cực ở phía dưới ấy, hoặc ở trên ấy, mình cũng cạy tháo cũng bóc nó ra, sau đó mình lấy tấm phân cực mình hay mua dán cho tivi ấy, là mình cũng dán nó vào thì nó vẫn có thể cải thiện được nhá. Về cách sửa thì ở tận dụng thôi, nhưng mà mình dùng cái giấy trắng này thôi, chúng ta sẽ thấy là cái phản nó lên nó rất là đẹp luôn, cái phản quang khoang của ánh sáng này. Thôi video này sẽ kết thúc ở đây nhá, chào mọi người. Mình cũng chưa rõ tại sao vẫn nhấp nháy cái pin yếu này, để mình kiểm tra lại xem nó bị sao ấy mọi người nhá. Video này mình chia sẻ cho mọi người cách xử lý cái màn của những cái màn hình Omron này, nó bị mờ ố không nhìn rõ đấy các bạn ạ. Chào tất cả mọi người nhá. Alo. Vâng. Vâng. Nhưng mà cái can nhiệt đấy là bọn anh mua hay là lấy ở đâu? Anh chụp cho em, anh chụp cho em cái thông số em nhìn qua nhá. Sợ mà anh mua không đúng thì có thể là nó sẽ không báo được ấy.